Vết cho này là... Tôi đã biết nguyên nhân của vụ cháy này là gì rồi. Hả? Sao nhanh vậy? Là gì vậy sếp? Đó chính là do lửa. Bùng. Vô. Cần nhớ nhấn mạnh. Nhấn mạnh. Là vụ án dừng đi vào ngõ cụt, không nhân chứng, không dấu vết. Các anh có suy luận gì không? Theo quan sát, hung thủ chắc chắn là một người rất thân với nạn nhân, biết được những góc quay của CCTV mà không quay tới được. Em cảm thấy hung thủ chắc chắn có động cơ nào đó không đơn giản là một vụ cướp được. Nếu như hung thủ đã có động cơ, anh có phát hiện gì sao? Vụ án này đã kéo dài hơn 3 tháng, nhân chứng và người dân bên ngoài đang rất là lo lắng. Các anh cứ yên tâm, chưa có một vụ án nào mà tôi không giải được. Đây là một vụ giết người không hề thông thường, và hung thủ chắc chắn có động cơ đặc biệt. Nên anh nói nhanh lên. Chắc chắn hung thủ là robot đúng không? Nhầm người máy rồi mới gắn động cơ rồi bỏ dầu. Mời ra ngoài. Tôi nói rồi, các anh cứ yên tâm, chưa có một vụ án nào mà tôi không giải được cả. Nếu như hung thủ đã có một động cơ đặc biệt, chắc chắn hung thủ là người máy, robot gắn động cơ vô. Ra ngoài. Anh đừng khinh thường tôi. Thời đại 4.0 mà, hung thủ có thể là robot mà, có thể gắn động cơ vô. Ở trong nghề lâu như vậy mà anh không phát hiện ra điều gì sao? Không lẽ anh phát hiện ra điều gì? Từ những hình ảnh từ pháp y đưa cho anh nhìn là anh phải biết ra vấn đề này chứ. Anh qua đây. Anh nhìn tấm hình này đi. Một vết thương sâu dài 2 cm. 2 cm ở chỗ này là vết thương chí mạng. Nạn nhân được pháp y dự đoán tử vong vào khoảng thời gian là 2 giờ đến 2:30, là được 30 phút. Vậy vết thương này là? Chính xác. Vết thương này chắc chắn. Vết thương này chắc chắn nằm trên cơ thể của nạn nhân. Không lấy trên cơ thể tao. Đúng là mấy người làm nghề lâu năm không có nhìn ra được mấy cái hiển nhiên. Theo như tìm hiểu thì đây là 2 tên sát thủ nguy hiểm trong giới mafia. Cả 2 đều đang chiếm giữ những địa bàn buôn bán lớn ở miền Nam và là kẻ thù của nhau. Lúc thi thể được tìm thấy thì căn phòng đang được khóa kín. Và phía cảnh sát đang kết luận đây là một vụ thanh toán băng đảng. Không thể đơn giản như vậy được. Có rất nhiều điểm đáng nghi trong vụ án này.
Tôi đã hiểu rồi, đây chắc chắn là một âm mưu kỹ lưỡng của kẻ thứ ba. Có kẻ thứ ba hả anh? Căn phòng này bị khóa mà chỉ có một chìa, mà chiếc chìa khóa đó đang nằm trong túi của nạn nhân thứ hai. Nếu có kẻ thứ ba thì làm sao hắn thoát ra khỏi đây được? Phương thức sợi chỉ. Sau khi gây án, hung thủ đã ra ngoài khóa cửa lại, sử dụng một sợi chỉ theo cấu trúc rồng rọc để chiếc chìa khóa đi theo khe cửa chui lại vào trong túi áo của nạn nhân thứ hai. Như vậy đã tạo một hiện trường hoàn hảo để đánh lừa những người ngu ngơ như cô. Còn chi tiết vết đỏ sau gáy nạn nhân thứ nhất là gì? Đó là vết kim kích độc. Kim kích độc? Rõ ràng là hai nạn nhân chết do chất độc trong rượu mà. Đúng, nhưng nếu có kim kích độc ngay vị trí này, chất độc sẽ được đẩy nhanh tới tim và khiến cho nạn nhân chết ngay lập tức. Thiên và Triển đúng như cô nói là hai kẻ thù của nhau. Để bành trướng địa bàn, Triển đã thuê tên hung thủ, tôi tạm gọi là Y, sát hại Thiên. Tuy nhiên, Y thực chất là tay sai của một kẻ khác phái đến để tiêu diệt Thiên và Triển. Hắn đã hẹn Thiên tới hiện trường trước rồi hạ độc. Nhưng lúc này nạn nhân chưa chết hẳn. Khi Triển đến theo lịch hẹn, hắn đã đâm cây kim kích độc vào cổ Thiên, khiến Thiên tắt thở ngay lập tức trước mắt Triển. Vì được tận mắt chứng kiến kẻ thù bị tiêu diệt, Triển đã không nghi ngờ Y và vui vẻ uống ly rượu có độc Y đưa cho để chúc mừng phi vụ thành công. Em hiểu rồi, vụ án khó gì anh cũng phá được. Vậy bây giờ chỉ cần tìm bằng chứng nữa là xong. Không có vụ án nào mà tôi không phá được. Bạn anh hả? Anh có đụng cái mũi anh á. Thôi, mời em. Mời, bộ gì? Ờ đó. Không. Hay quá anh ơi, vụ án khó quá. Vụ án này không phải do con người làm ra. Không có chuyện ma cỏ gì để thấy được mà. Đưa nhìn hiểu của anh ta đi. Cái gì vậy? Khoan mang quá. Chỗ này đâu? Chỗ này đâu? Chỗ này đâu? Thấy động dính miếp lưng. Cái thằng này dốc này, cái thằng này nói câu đó. Nó mắc cười quá. Cái thằng này dốc thân với nạn nhân. Canh cứ yên tâm, chưa có vụ án nào mà tôi. Quay lại. Quay lại. Đang đang diễn giống trò sơ chi. Đập lên. Đập lên. Em cũng cảm thấy hung thủ chắc chắn có động cơ gì đó chứ không đơn giản là một cuộc cướp được. Tuy nhiên có một người gì đó. Y thực chất là tay sai của kẻ khác. Mình cũng nhắc thoại vậy.